Đến đây nào. Phải lấy bằng được chiếc vương miện vàng quý giá kia. Có một ngôi nhà ốc nè. Come here. Bẩn quá, nhưng vẫn phải vào trốn thôi. May quá, bộ bạch tuộc đã không phát hiện ra. Ôi trời ơi, người đâu ngã rơi vào mặt người khác thế này. Oh my god. Người lạ mặt dám đột nhập nhà ta hả? Stop. Công chúa Elsa bắt đầu kể lại cảnh mình bị truy đuổi. Chúng ta hãy hóa trang Elsa để không bị phát hiện nữa nhé. Xịt mực vào đen ngòm người luôn. Đen thui như vừa dưới bếp lên nè. No, no, no. Chú cá nóc hờm cất hộ chiếc vương miện nha. Trông khác hẳn rồi đó. Nice. Yeah. Cảm ơn nhé, tôi có chút quà tặng các bạn. Goodbye. Giờ thì an toàn trở về rồi. Dùng tiền này để xây nhà mới nè. Wow. Bắt đầu đính những sợi vàng bạc nha. Chiếc đuôi cá mềm mại quá đi. Đính cả dây bạc cho đuôi cá nữa. Thêm dây ở giữa cho bớt đơn điệu nè. Hai ngôi sao giữ lấp lánh sẽ đặt ở đây nhé. Tiếp đó là đính những hạt ngọc trai trắng tinh lên. Cốc, 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 vào nhà thôi. Hai chiếc ghế sofa vỏ sò dễ thương ghê. Thêm gì ở đây nữa nhỉ? No, no. Chúng ta dán viền nhũ vàng nhé. Dùng dây ngọc trai để dán viền bên trong. Đặt trên tường làm cửa sổ nè. Let's go. Phòng tắm đứng chia đôi vàng bạc nha. Thêm gối cho phòng ngủ nhé. Từ đây không phải sống trong nhà nát nữa rồi. Bốn bộ đồ này xấu quá. Uống dây thép để trang trí đuôi cá nha. Cắt phần thừa đi nè. Hay quá, chiếc đuôi cá có vây rồi. Đính thêm ngọc trai bên trong nữa. Trên thân đuôi cũng có ngọc trai cho đồng bộ nha.
trang trí chiếc đuôi cho em bé nào. Ta-da, xong rồi nè. Nice. Cả bố mẹ con trông vui chưa kìa. Công chúa Elsa vẫn đang trên đường bỏ trốn. Phù thủy Bạch Tuộc vẫn chưa tìm ra Elsa, ngốc nghếch quá đi. Xin chào các em. Hai cửa hàng nghèo rách quá. Hello. Hello. Hai cô chủ cửa hàng đây rồi. Một phù thủy mèo phi sinh bay đến. Bắt được rồi nha. Có chuyện gì vậy? Help me. Hai tiếng trước. Hôm nay là sinh nhật của ta. Tiệc sinh nhật nhạt nhẽo ghê. Không thể để trang trí tiệc sinh nhật mình xấu thế này được. Ta cần tìm ai đó làm đẹp chỗ này mới được. Ngươi phải trang trí chỗ này thật đẹp cho ta. Làm ngay đi. You follow me. Rapunzel đi theo ta. Goodbye. Cố lên nhé. Goodbye. Rapunzel được đưa đến phòng trang điểm của phù thủy. Okay. Come on. Hãy trang điểm cho ta thật xinh nhé. Do my makeup. Okay. Thay cặp sừng ra cho đỡ vướng nè. Phải loại bỏ các vết nhăn xấu xí này. Làm cách nào đây ta? Dùng dầu xoa bớt nha. Ok. Thật là thần kỳ, khuôn mặt đã trẻ ra 50 tuổi. Các đồ trang điểm hơi bị phù thủy đen tối nha. Kẻ lông mày trước tiên. Tiếp đến là kẻ mắt nhé. Đánh phấn mắt màu phù thủy nè. Ok. Đến các hạt nhũ lấp lánh nữa. Hợp phấn quan tài hay quá. Ok. Đánh son thâm huyền bí nè. Trang điểm hay quá. Phù thủy đã thay đổi không nhận ra luôn. Quá xinh. Ok. Nice. Còn váy cho phù thủy nữa. Toàn váy xấu ghê. Bộ váy đó xấu thật. Một bộ váy lấp lánh đằng sau xịn mê. Trông bạn tuyệt quá. Thank you. Phải bỏ hết chỗ rác này đi. Mm-hmm.
cùng thiết kế lại căn nhà cho đẹp nha. Trang trí bàn tiệc sinh nhật. Ok. Yeah. Đặt các giải chữ lên tường. Bánh xinh quá. Ok. Tuyệt thật. Oh yes. Wow. Tiệc sinh nhật đẹp lung linh luôn. Yes. Thích quá đi mất. Phù thủy đã đưa hai cô gái về nhà rồi. Tôi sẽ tặng các bạn ngôi nhà mới. Wow. Tuyệt vời quá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Okay. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại nha. Hello, Mommy. Chào các con yêu. Lọ hoa mẹ cắm có đẹp không nào? Gia đình Squiddo đi chơi vui vẻ quá nhỉ. Oh my god. Ôi không, thật tội nghiệp gia đình Squiddo. Hả? Hello. Xin chào cô gái của anh. Thanks. Hello. Tụi nhỏ có vẻ không thích hết ghi lắm nhỉ. Sao ta? À ha, cùng chú đi xây khu vui chơi nhé. Come in. Một khoảng sân rất rộng để chúng ta sáng tạo luôn. Let's go. Cố lên hết ghi. Mẹ con Squiddo có vẻ mê rồi đó nha. Come on. Để cháu giúp chú. Ok. Hey. Great. Wow. Great. Wow, máy bay phản lực kìa. Đủ các bạn đến cùng cho vui nữa nha. Okay. Đến liền, đến liền. Ok. Yeah. Hello. Hi. Hello. Hello. Các bạn nhỏ đều thích khu vui chơi mới nha. I like it. Ơi, đừng cãi nhau chứ các bạn. Hey. Come on. Ôi cha. Stop it. Ouch. Bé Ladybug khóc rồi. Hả? Oh no. Hey. What's up? Sao vậy mọi người? Thôi nào, cô có sáng kiến này nè. Mình không chơi với cậu đâu. À, thật tức quá mà. Ôi, một cơn mưa to bất chợt đổ xuống. Phải bao đưa bọn trẻ vào nhà thôi. Come in. Ôi không, khu vui chơi hỏng mất rồi. Oh.
tâm huyết của tôi. Đừng lo vợ ơi, anh đây rồi. Đừng khóc nha các con, chúng ta cùng xây lại khu vui chơi thật đẹp nha. Vòng quay nè. Bể bơi nè. Bánh xe khổng lồ nè. Còn gì nữa ta? Come in. Vào đi nào các cháu. Có vẻ chơi vui quá ha. Hey, Squidon ra hỏi thăm hết kia à? Sao thế nhỉ? Hello. Sorry honey. Don't worry. Come on. Wow, Squidon đã được chồng chúc phúc và trao duyên với hết kia rồi. Bye bye. Tạm biệt các con yêu, tạm biệt mọi người. Trời ơi, ác quỷ ra queo đang mang bầu mà vẫn đi ăn trộm á. Thiên thần Rapunzel mang bầu mà phải đi ăn xin, đáng thương quá. Trông gian xảo quá, ra queo nghĩ ra gì không biết. Ôi, hai mẹ bầu va vào nhau trầm một cái. Quần áo kẻ trộm bị hoán đổi rồi này. Ai giống tên trộm bị truy nã hơn nhỉ? Cảnh sát ơi, tôi bị quan mà. Let's go. Rapunzel bị giải về đồn rồi. Nhiều tội phạm bị giam quá. Cô sẽ vào phòng này. Hey, có người mới đến kìa Squidward. Rapunzel bốc mùi quá. Cô đi ra ngoài đi, đừng chung phòng với tôi. Oh no! Trời ơi, Rapunzel phải vào phòng bẩn thỉu này sao? Mất vệ sinh khủng khiếp. Trời ơi, lại còn có chuột nữa. Rapunzel co ro trong vừa thương vừa buồn cười. Mệt quá nên vẫn ngủ tiếp đi. Squidward quá đáng ghét. Rapunzel đáng thương phải làm việc kìa. Nói gì thế nhỉ? Ôi không, hất kỳ quốc kỳ hất bùng bắn hết lên Rapunzel rồi. Let's go. Ô kìa, là tù nhân Mommy Longlegs và Bobby.
Các tù nhân tụ tập lại làm gì thế? Squiddon lại ra lệnh cho Huggy Wuggy làm gì không biết. Ngươi phải phục vụ cho Squiddon. Rapunzel bị bắt rửa chân cho Squiddon kìa. Oh my god. Squiddon tức lắm rồi đấy. Ôi sao tự dưng đau bụng thế này. Cứu, có ai cứu với? Rapunzel nghĩ ra gì kìa? Kỳ diệu quá, Squiddon được Rapunzel đỡ đẻ ngay trên xe luôn. Tắm sạch sẽ cho em bé nhé. Em bé của cậu đây nha, Squiddon. Wow, thank you. Rapunzel được ở phòng giam sang trọng cùng Squiddon rồi kìa. Rapunzel đang kể lại chuyện mình bị bắt quan. I want to borrow your magic mirror. Alo, tôi muốn mượn gương thần của bà. Squiddon đang nói với cảnh sát. Rapunzel không phải tội phạm đâu. Okay. Cảnh sát tới xem gương thần của Maleficent này. Gương thần đang chiếu lại tai nạn khi đó. Cảnh sát lại tức giận lên đường rồi. Hay quá, tên tội phạm thực sự Raquel đã bị bắt. Rapunzel được minh oan và ra tù nè. Squiddon có món quà tặng Rapunzel kìa. Cùng mở quà thôi. Tô váy màu hồng cho bà bầu Rapunzel nhé. Phần đuôi váy như đuôi cá vậy. Đính thêm đá cho nổi bật nha. Thêm nhũ hồng tím lấp lánh nữa. Cùng xem kỹ bộ váy nào. Rapunzel mặc váy xinh quá. Xin chào ba chị em nhà Squid Game. What? Hey. Muộn rồi, đừng làm ồn và lên giường đi ngủ thôi nào các bé. Nghĩ cách nào. Aha. Aha. Okay. Yes.
One, two, three. Go! Sáng tạo quá, là một chiếc giường bằng bìa cắt tông. Ôi, sập mất rồi. Đừng lo, chúng ta thử cách khác nhé. Wow, Lego nhiều màu sắc quá. Yes. Best Squid Game giỏi quá. Nhìn có vẻ chắc chắn hơn rồi đấy. Miếng Lego làm chân bé Squid Game đau quá. Don't cry. Don't cry. Làm giường bằng bóp ít thì sao? Ok. Yes. Tuyệt vời. Ngủ ngoan quá. Yes. No. Aha. Yes. Hey. Hey. Chạy mau thôi. Get ready, let's go. Yes. Cùng làm vệ sinh cá nhân buổi sáng nhé. Thay quần áo thôi. Yes, yes. Ngạc nhiên chưa? Là ba chiếc váy bóp ít xinh đẹp. Wow. Oh. Yes. Wow. Let's go. Con yêu mẹ rất nhiều. Thank you very much. Cửa chổi thôi các bạn ơi. Ôi không. Chào Elsa xinh đẹp. Ồ, phù thủy Ola đi đâu vậy? Hãy cho Elsa cùng đi nhé. Ok. Lên đường nào. Yes, go! Wow! Ôi không. Oh my gosh. Elsa bị lừa rồi. Oh, no.
Ola thật xấu tính. Ánh nắng mới chói chang làm sao chứ. Elsa sẽ dùng phép nhưng kết quả thì hên xui nhé. Ôi đói quá. Hay là ăn tạm món xương rồng nhỉ? Ồ, đó là một ý tồi nhé. Gắn lên Elsa. Đừng tuyệt vọng. Không, Elsa, Elsa. Ôi, một cô gái. Cô ấy có thể ăn thịt chúng ta chứ. Phải làm sao đây? Hình như có mùi lợn quay. Elsa sẽ cắn một miếng thử xem nào. Timon và Pumba đang nghĩ cách giúp Elsa. Đi thôi nào. Chúng ta sẽ tặng cô ấy một bàn ăn thật lớn. Elsa, dậy thôi, dậy thôi nào. Ôi, đây là mơ ư? Elsa phải ăn ngay mới được. Cứ từ từ kẻo nghẹn nhé cô gái. Ngon tuyệt. Elsa thích kem lắm. Bánh kem cũng rất tuyệt. Nho thật tươi. Bánh thì có vị ngọt thanh nhé. Wow, trà sữa này. Tuyệt. Dạ dày có thể giãn nở đến 66 lần nên đừng ngạc nhiên nhé các bạn. Get ready, let's go. Nhưng no quá thì cũng không tốt đâu. Let's go. Thank you. Cảm ơn hai bạn đã đưa Elsa về. Ồ, Elsa đã trở lại và xinh đẹp hơn xưa. Nice. Tuyệt quá. Tạm biệt. Chào ngày mới. Hello. Các bạn ơi, đừng quên là chúng ta có lịch hẹn với hai gia đình đáng yêu đấy nhé. Wow, nhìn kìa. Một ngôi nhà trên cây thì sao nhỉ? Ok, let's go. Ồ, sẽ tuyệt lắm đây. Hô biến. Nhà thì có một cửa chính này. Một cửa sổ này. À không, là hai nhé các bạn.
Đừng quên điểm thêm góc không gian xanh mát cho ngôi nhà nhé. Tín đồ mùi hương ở đâu thì bao giờ cao tay nào. Còn ai đã rất yêu những đôi tai dễ thương thì tới đây ngay nhé. Ôi, chúng ta có thật, thật nhiều những viên đá lấp lánh đầy màu sắc. Hãy đính và đính nữa nào. Tuyệt vời. Thật lấp lánh quá đi. Phòng chơi sẽ có những chùm bóng bay xinh xắn này, những bể bóng đáng yêu này. Và đặc biệt nhất chính là những bạn thú bập bên ngộ nghĩnh nhé. Các bé yêu không nào? Một chiếc tủ lạnh hiện đại sẽ được đặt ở trung tâm phòng bếp. Nó sẽ giúp thức ăn được tươi và ngon hơn nhé. Còn trên kệ tường sẽ là máy hâm sữa nhé. Ôi, gọn và đẹp quá. Có ai cũng thích những chiếc bồn tắm đáng yêu này hay không nào? Cả sữa tắm nữa chứ. Tuyệt vời. Ôi, kia là những tấm rèm biết bay. Xinh ghê cơ. Những chiếc nồi yêu quá. Bộ chăn gối thì ngọt ngào quá đi. Tiếp tục đính thêm lấp lánh cho căn phòng nào các bạn ơi. Một, hai, ba. Bất ngờ chưa? Hô biến. Wow, ngôi nhà đẹp quá. Cầu thang cũng thật xinh. Những chiếc xích đu dễ thương thì treo ở đây nhé. Tuyệt vời. Rita rất thích nó. Cả Ellie cũng vậy. Còn bây giờ thì mau khám phá nhà trên cây thôi nào. Ôi, bể bóng yêu quá. Trên cả tuyệt vời. Nhìn các em bé hiếu động mà vui quá các bạn ơi. Đến giờ ăn dặm rồi. Hãy mau ngồi vào chiếc ghế nào. Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? Ồ, là sữa nhé. Hâm sữa nào. No quá, giờ thì tắm thôi. Rita sẵn sàng.
một chút sữa tắm. Nhớ đừng quên kỳ cọ nhé cô bé. Ellie cũng muốn tắm lắm rồi đây ạ. Vừa tắm vừa được nô đùa thì còn gì bằng. Sắp xong rồi. Xả lại nước và nhanh thay áo mới nào. Yeah. Ellie cũng vậy nhé. Yêu lắm cô bé ạ. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Giấc mơ đẹp sẽ ở bên các bé yêu. Bọn trẻ ngủ cả rồi. Chúng thật yêu. Các bố mẹ cũng mau nghỉ sớm nhé. Sáng rồi. Chào các cô gái. Ôi, một phong cách trang điểm mới. Rapunzel phải gọi Mavis ngay mới được. Dậy nghe điện thoại đi Mavis ơi. Ai mà làm phiền sớm vậy? Ồ, trang điểm ư? Bà viết thích rồi nhé Rapunzel. Cửa hàng làm đẹp chào đón các cô gái. Ôi nhìn này, đồ trang điểm mới tuyệt làm sao. Ngạc nhiên chưa? Đúng rồi, chúng ta sẽ tự tạo nên một vòng quay cảm xúc. Mỗi cảm xúc tương ứng mỗi phong cách trang điểm nhé. Elsa đã sẵn sàng rồi này. Phong cách công chúa. Oh yes. Tuyệt quá. Bắt đầu với kẻ mày và mi nào. Thêm chút phấn má. Chút môi son. Dặm thêm chút phấn mắt nữa là xong rồi nhé. Còn tóc ư? Đơn giản thôi. Chỉ có thể là một mái tóc vàng dài ống mượt. Rapunzel cũng bắt đầu vòng quay rồi. Ôi, phong cách yêu thương. Vui quá. Rapunzel đã có nét nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng thôi nhé. Hy vọng cô gái sẽ thích phong cách này. Ôi, ngọt ngào quá đi. Giờ thì nhuộm tóc hồng nào. Ồ, nhiều váy đẹp quá. Nhưng hình như không có chiếc nào phù hợp với các cô gái cả. Buồn ghê. Ồ, tại sao chúng ta không nhờ sự giúp sức của nhà thiết kế nhỉ? Ok. Váy của Mavis là phải thật ma mị với hai sắc đỏ đen nhé.
váy của Rapunzel thì nổi bật với sắc cầu vồng rực rỡ các bạn ạ. À. Váy đã sẵn sàng. Các cô gái có thích không nào? Chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ trở thành những thần tượng trên TikTok nhé. No. Yes. Xinh quá Elsa ơi. Yes. Rapunzel sẽ chọn chiếc váy nào đây? À, váy cầu vồng nhé. Cô gái yêu quá đi. Thật tuyệt. Oh yeah. Thiết kế cuối cùng là dành cho Mavis. Tuyệt quá này. Nhưng chúng ta còn một điều bất ngờ nữa. Đó chính là những đôi cánh đầy màu sắc. Bye. Cảm ơn nhà thiết kế. Bye. Giờ thì quay TikTok thôi các bạn ơi. Ôi, pin yếu rồi. Đừng lo, sạc dự phòng đây, Mavis. Quay tiếp nào. Ai ai cũng thật duyên dáng. Tuyệt quá. Barbie và em bé xin chào các bạn nhé. Các bạn ơi, hãy đến và hát múa cùng Barbie và em bé. Là những đóa hoa ngát hương để lan tỏa tình yêu đến muôn nhà. Xin cảm ơn và chúc.
con Barbie những chiếc váy công chúa thật duyên dáng và đáng yêu nhé. Một chiếc váy cầu vồng thì sao nhỉ? Ôi, chắc chắn là Barbie và em bé sẽ rất thích cho mà xem. Những dải sắc màu rực rỡ ẩn hiện trong từng đường nét, thật tuyệt phải không nào? Cuối cùng, hãy đính thêm đá và hạt lấp lánh cho chiếc váy thêm phần nổi bật nhé. Bây giờ thì hãy nhanh chóng thay đồ thôi nào. Wow, hai mẹ con thật xinh đẹp quá. Hãy dành tặng cho em bé một chiếc đôi cầu vồng rực rỡ nhé. Các bạn đã sẵn sàng cho cuộc thi chưa nào? Hãy cùng cổ vũ cho cặp mẹ con Nicky và em bé của chúng ta nhé. Tiếp đến sẽ là phần thi của mẹ con Raquel. La 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 la. Cuối cùng sẽ là phần thi của mẹ con Barbie nhé. Cố gắng lên nào. Bạn ơi, hãy cùng gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Barbie và em bé nhé. Hôm nay là một ngày nắng thật đẹp. Cả gia đình Ken, Barbie và em bé sẽ ra ngoài ô du ngoạn nhé. Lên xe thôi nào. Ôi không, có một chiếc đinh chắn ngang đường sao? Phải làm sao đây? Thật may khi gia đình Frankenstein cũng vừa kịp tới. Hãy theo gia đình Frankenstein trở về nhà và sửa lại bánh xe trước nhé Ken. Các thành viên trong gia đình Frankenstein ai ai cũng thân thiện và hiếu khách phải không các bạn? Đây sẽ là một bữa ăn đáng nhớ với gia đình Ken các bạn ạ. Cả nhà dùng bữa thật ngon miệng. Nếu mệt, chúng ta có thể nghỉ trưa và chợp mắt một lúc nhé. Ôi, sấm chớp. Nước đã tràn vào nhà mất rồi. Nhanh chóng di chuyển ra ngoài thôi nào. Hãy trú tạm bên trong xe ô tô trước đã nhé.
Sau cơn mưa, nắng lại lên chan hòa. Xin mời cả gia đình cùng ghé chơi nhà Barbie nhé. Yes. Các cô gái sẽ thay những chiếc váy đẹp nhất. Sau đó cả nhà sẽ cùng lên đường nào. Khởi hành thôi. Hãy nhận lấy chiếc xe nước giải khát thay cho lời cảm ơn của gia đình Ken nhé. Thank you very much. Xin chúc cho Frankenstein và cả gia đình sẽ thật vui với công việc mới. Thank you. Thật đặc biệt, gia đình Frankenstein sẽ mua một căn nhà nho nhỏ trên đồi để em bé ngày ngày vui đùa nhé. Okay. Còn bây giờ thì hãy dành tặng cho cả gia đình những bộ trang phục thật đẹp nào các bạn ơi. Một chiếc váy đuôi cá tay bồng bềnh quý phái sẽ được thiết kế riêng cho quý bà Frankenstein xinh đẹp nhé các bạn ơi. Nice. Quý ông Frankenstein sẽ mặc một bộ vest thật lịch lãm. Sẽ là món quà để dành tặng cho cô bé đáng yêu của chúng ta nhé. Tiếp đến sẽ là những đôi giày thật đẹp các bạn ạ. Mạnh mẽ, cá tính, gia đình Frankenstein sẽ trở thành những quý ông, quý bà và quý cô thật lịch lãm phải không nào các bạn? Nhũ trắng lấp lánh lên đuôi váy nữa nhé. Để làm nổi bật từng chi tiết của chiếc váy, hãy kẻ thêm những đường kẻ trắng nữa nhé các bạn. Đình ai cũng thật rạng rỡ phải không nào? Hãy lên xe và tới thăm nhà Barbie thôi. Xin chúc cả hai gia đình của chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc nhé.